Các em thân mến, hôm nay thầy giới thiệu phần 2 kỹ thuật điện. Chương 5 mạch điện xoay chiều 3 pha. Bài 22 hệ thống điện quốc gia. Sơ lược về hệ thống điện quốc gia trước năm 1994. Nước ta có 3 hệ thống điện độc lập Bắc, Trung, Nam. 3 đơn vị độc lập về hệ thống điện. Từ tháng 5 năm 1994, với sự xuất hiện của đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam dài 1.870 km, chúng ta có một hệ thống điện quốc gia cung cấp điện cho toàn quốc. Bài 22. Hệ thống điện quốc gia. Mục đích: hiểu được khái niệm và vai trò của hệ thống điện quốc gia, hiểu được sơ đồ lưới điện quốc gia. Một, khái niệm về hệ thống điện quốc gia. Hệ thống điện quốc gia gồm nguồn điện, đó là các nhà máy điện, các lưới điện và hộ tiêu thụ trong toàn quốc. Nguồn điện, các lưới điện và hộ tiêu thụ liên kết với nhau thành một hệ thống để thực hiện quá trình sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện và tiêu thụ điện năng. Đây là sơ đồ truyền tải và phân phối điện năng từ nhà máy phát điện, một sơ đồ điển hình. Đường tải từ 110 đến 500 kV xuống đường trung thế từ 66 đến 220 kV, sau đó xuống hạ thế 35 cho đến 110 kV và đến các hộ tiêu thụ 220-380 V. Sơ đồ hệ thống điện. Chúng ta thấy các đường dây điện được nối liên kết với nhau từ các nhà máy phát điện, nhà máy số 1, nhà máy số 2, qua đường dây, qua các trạm tăng áp và đưa đến trạm biến áp 3 cấp, đưa tới đường dây, rồi đến trạm giảm áp và cuối cùng là đường dây tới các tải tiêu thụ. Như vậy có thể có rất nhiều nhà máy điện khác nhau được đưa vào trạm biến áp 3 cấp và truyền tải thống nhất một hệ thống điện toàn quốc. 2. Sơ đồ lưới điện quốc gia. Lưới điện quốc gia gồm trạm điện, trạm biến áp, trạm đóng cắt, đường dây dẫn, có thể đường trên không, đường trên cáp, ở bộ, ở trên mặt đất hoặc ở dưới nước. Việt Nam cũng đã tiến hành đưa cáp điện ngầm dẫn điện ra các đảo như Phú Quốc, Lý Sơn, điện áp tới 200 đến 22 kV. Đây là lưới điện cung cấp được dẫn đường ngầm ở dưới biển. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện tới nơi tiêu thụ điện trên cả nước, đó là hệ thống lưới điện quốc gia. 1. Cấp điện áp của lưới điện. Lưới điện có thể có nhiều cấp điện áp khác nhau: 800 kV, 500 kV, 200 kV, 110 kV và cho đến 0,4 kV tùy theo mỗi quốc gia. Lưới điện được phân thành: lưới điện truyền tải là lớn hơn 66 kV. Lưới điện phân phối nhỏ hơn 35 kV.
từ nhà máy phát điện qua các trạm biến áp cho các đường dẫn truyền tải, rồi đến các trạm hạ áp và cuối cùng là đến các hộ tiêu thụ. Hai, sơ đồ lưới điện quốc gia. Sơ đồ lưới điện. Lưới điện quốc gia. Đây là đường minh họa từ 66 kV xuống các máy biến áp 66 22 kV. Từ đường 22 kV xuống 22 0,4 kV là các máy biến áp hạ áp. Rồi xuống tiếp 0,4 kV và 6 kV. Và có tải điện áp 6 kV và tải điện áp 380 220V dùng trong gia đình. Các hình ảnh minh họa ở các trạm phân phối và truyền tải điện năng ở lưới điện. 3. Vai trò của hệ thống điện quốc gia. Hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng trên toàn quốc. Hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc cung cấp và phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng ổn định, an toàn và kinh tế nhất. Từ nhà máy sản xuất điện tới các hộ tiêu dùng là một hệ thống cung cấp điện kỳ vĩ, bất khả xâm phạm của một quốc gia. Việc chấp hành an ninh an toàn về hệ thống điện và lưới điện được pháp luật quy định và bảo vệ. Chúng ta xem xét vài nét về đường dây 500 kV Bắc Nam. Được manh nha từ năm 1978, có hiện tượng miền Bắc thì thừa điện, miền Nam thì thiếu điện. Và đã tham khảo lấy ý kiến học kinh nghiệm của các nước. Mùng 2 Tết năm 1992, Bộ Chính trị quyết định xây dựng đường dây 500 kV Bắc Nam gắn với tên tuổi của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt. Ngày 25 tháng 2 năm 1992 phê chuẩn báo cáo khả thi và đến ngày 5 tháng 4 năm 1992 ra lệnh khởi công 3 vị trí cột 54 ở Hòa Bình, cột 852 ở Quy Nhơn và cột 2702 ở miền Nam. Sau 2 năm, đâu đâu cũng là công trường và đến tháng 5 năm 1994 công trình đã cơ bản hoàn thành. Lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ binh đoàn 12, quân khu 4, quân đoàn 1, quân đoàn 3 và nhân dân các tỉnh trên toàn tuyến đường dây đi qua. Và có rất nhiều vị trí đảo pha và các đường dây dẫn. Từ thời Hòa Bình đến thành phố Hồ Chí Minh qua 14 tỉnh thành, 7 lần vượt sông, 17 lần vượt quốc lộ và đúng ngày 19 giờ ngày 27 tháng 5 năm 1994, Hòa Điện Nam Bắc. Sản lượng điện cấp ra tại Hòa Bình là khoảng 9,1 tỷ kW, cung cấp cho miền Nam đầu Phú Lâm 6,5 tỷ kW và cung cấp cho miền Trung đầu Đà Nẵng Pleiku là khoảng 2 tỷ kW. Sau này, chúng ta còn rất nhiều nhánh, mạch 2, mạch 3, Pleiku, Yali, Phú Mỹ, Nhà Bè, Phú Lâm, Pleiku, Phú Lâm, Pleiku, Dốc Sỏi, Đà Nẵng, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Nho Quan, Thường Tín. Các nhánh đường dây 500 kV Bắc Nam và các nhánh phụ tăng cường cung cấp điện trong phạm vi cả nước. Tuy vậy, nói về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì không đơn giản. Có những hiện tượng vỡ đập khi mới hòa lưới điện được 15 ngày do tích nước không đúng thời điểm. Đắk Rông 3. Rồi khi xả nước, rồi gây tác hại kinh hoàng của khí biến đổi khí hậu và làm cho khô hạn. Phân tích hợp biến đổi khí hậu. Mặt trái của lưới điện đó là ô nhiễm và sự nhiễm điện trong không khí. Ở các nhà máy nhiệt điện thì ô nhiễm về khói bụi. Ở các nhà máy thủy điện thì nguy cơ sập vỡ đập chứa nước nếu thiết kế sai, gây thiếu nước cho cây trồng ở trên hạ lưu, ảnh hưởng đến cây trồng, nông lâm ngư nghiệp.
Điều này cần nghiên cứu sử dụng năng lượng sạch, đó là thủy triều, sức gió, điện mặt trời, điện hạt nhân. Đây là mô hình của các nhà máy phát điện nhờ sức gió. Nhà máy thủy điện Sơn La, nhà máy thủy điện, sơ đồ nhà máy thủy điện. Các nhà máy thủy điện Sơn 2 và Sơn 3. Nhà máy thủy điện Thác Bà, nhà máy thủy điện Tuyên Quang, nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhà máy thủy điện Krông-Krô. Rồi các nhà máy thủy điện Gia Lai, nhà máy thủy điện Hòa Bình. Và hiện đại nhất là nhà máy thủy điện của Liên Xô ngày xưa trên sông Đơn Giáp. Các nhà máy nhiệt điện Uông Bí, Phú Mỹ, Hải Phòng đều có công suất lớn và có những dự án mở rộng theo từng. Trên thế giới có những các nhà máy điện gió mặt trời, rồi điện lấy từ năng lượng pin mặt trời lên tới 154 MW, rồi nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt và nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất của nước Pháp. Năng lượng hạt nhân cũng được đưa vào sử dụng để cung cấp điện. Đây có nhà máy điện hạt nhân của Pháp và nhà máy điện hạt nhân ở Yemen. Ở nước ta cũng có dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân, sẽ xây dựng tại Ninh Phước, Bình Thuận. Tuy nhiên, việc khởi công xây dựng nhà máy điện nguyên tử Ninh Thuận có thể hoãn sau năm 2020. Làm điện nguyên tử phải đảm bảo an toàn cao nhất, hiệu quả nhất. Nếu như không đạt thì không làm. Cho nên đây là dự án còn để trên giấy. Nhà máy điện thủy triều và các mạch phân phối điện cho toàn quốc. Các hồ tiêu điều điện và sự truyền tải điện. Đây là một công trình kỳ vĩ từ nơi sản xuất cho đến nơi tiêu thụ. Phục vụ cho đời sống sinh hoạt và sản xuất. Điện hạt nhân, điện thủy triều, năng lượng hạt nhân đang được nghiên cứu để sử dụng trong việc phát điện. Và đây là nhà máy nước sôi sản xuất điện hạt nhân. Lò phản ứng nước sôi và hệ thống điện hạt nhân cung cấp cho lưới điện quốc gia. Năng lượng gió. Bài học kết thúc. Thân mến chào các em. Hẹn gặp lại các em trong bài học lần sau.